cho hai người cách xa là hơn nửa vòng trái đất để đi làm như vậy. Và bản thân ông xã Việt Hương á, thì lên sân khấu hát thì các bạn biết là ở bên ngoài là các bạn chủ nhật là người ta bung xõa ha, nhậu nhẹt bung xõa, và khi nghe tiếng thì ca sĩ thường là được ôm, được hôn, tặng quà và tặng những món quà rất có giá trị. Nhưng mà cả hai phía luôn Việt Hương cũng được như vậy, thì hai phía phải là thả lòng mà đi nhất nhất để giữ gìn cho nhau, thì giữ đúng ngày mai. Nhưng mà đúng rồi, Phương không có muốn nói nhiều về gia đình để mình nghe cái gì mình cất đi bếp thì mình giữ gìn. Phải mong là một ngày đó hai bạn trẻ này lại trả tức giống chị Hương, và cái số năm nó đang tăng lên gấp đôi như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi gia đình Việt Hương nha, kỷ niệm 13 năm. Anh ơi, anh có coi này thì anh sẽ thấy là em đang khoe là mình ở được 13 năm. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.